Anh em thông cảm nhá. Muốn hỏi hét to lắm đấy nhưng mà không thể hỏi hét to được. Tự nhiên ngồi lại cấu được kèo bi 7 lít. Cái gì ạ? Kèo bi he. Hit đi, hit đi, hit đi. Hit Mark, hit Greg. Vâng, ngày hôm nay đội bạn rất... À, hit Zoom, hit Zoom. Bên mình hit Zoom. Đội bạn là hit và Greg. Anh Huy là người cầm Greg. Chúng ta xi măng là người cầm Sumer. Zoom hit. Quân chúng ta là tuyển hơn. Và nếu như mà Sumer cùng cánh với Greg thì là khóa đội bạn ấy. Kiểu khóa mõm là con Greg. Bảy quả tìm thấy cũng không phải là quá sớm này Ron Tếu, 7 cây. Vâng, tỷ số đang tạm thời là 2-1 trong trận đấu thứ hai và liệu rằng chúng ta có kết thúc được cặp đôi vâng Mạnh Hào và anh Huy ở trong cái trận đấu này với tỷ số là 3-1 hay không. Vâng, hiện tại thì tôi sẽ thông báo luôn một chút kèo đấu vào ngày mai tiện cho anh em theo dõi. Vào 8:30 ngày mai. Vẫn tại nâu 1 à, 22 si ấy tếu ạ. Si măng tếu, U98 Thành Lắc. 8:30. Vâng, và 9:00 thì có kèo solo giữa Hoàng Minh Nhi và Tiểu Mần Thầu trong thể loại random. Sáng nay, à chiều nay thì Bách và Thầu solo theo thể loại AC thì bị thua tỷ số là 1-2. Vâng, ngày mai chuyển sang random. Chúng ta ngày mai tiếp tục đánh AC tại nâu 1. Thể loại 22 vẫn cặp đôi là Tễu và Xi Măng. Bên kia là Thành Lắc. Có Thành Lắc. Vâng, Thành Lắc và ai nhỉ? Vừa đọc xong rất mồm lại quên. Thành Lắc và U98. 8:30. Khá sớm. Vâng, bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu này. Xem Summer nào. Xi Măng người cầm Summer. Bài bầy hiêu về nhà chính. Vẫn còn một con hiêu nữa ở trong sát mép. Và có con đá nó ra. Rồi, nó ra rồi. Cố đầu gỗ vẫn chưa đủ. Gỗ vẫn chưa đủ để thiết kế chiếc BS dành cho game thủ Xi Măng. Và giữa nhà có bãi quả.
Vâng, hy vọng rằng một lần nữa thì xin hy vọng rằng anh em có thể like và share để ủng hộ game thủ Rôn Tếu trong kèo đấu này. Một kèo đấu mà hiện tại chúng ta đang dẫn với tỷ số là 1-0 về C, và trong trận đấu thứ hai chúng ta đang tạm thời vươn lên tỷ số là 2-1. Vâng, báo về là Greg 10%. Ngày hôm nay thì cái tỷ lệ cầm Greg về phía đội bạn là khá nhiều, nhưng quan trọng là những cái trận cầm Greg thì toàn là mắp tươi thôi. Đấy mới là điểm mấu chốt vấn đề. Hơi dị ở đấy. Vâng, Xi Măng là người cầm Summer sẽ gần với Greg của game thủ Anh Huy. Bên này thì Tễu là người cầm Hitty, sẽ là người cùng cánh với Hitty của Mạnh Hào. Hai Hitty cùng cánh nhau. Summer cùng cánh với người cầm Greg. Vâng, Hitty kích đời tốt ở 14-17. Bên này thì game thủ Xi Măng thì vẫn chưa có thể kích đời. Vâng, đây là những nhà điều kiện của game thủ Xi Măng, BMBL. Vâng, xin dò trước và kích đời luôn 11-20 bài này. Bên kia thì Greg chỉ là 10-mấy% thôi, rất ít. Chỉ số dò của bạn là rất ít. Vâng, Tễu báo về là bị giò chọc. Giò đánh nhau với TXT và giò lăn ngã ngửa ra trúng giò chết toi. Con giò này là con giò có công, nhưng mà lại gặp ngay về TXT có giáp. Chuyển sang màn máy Xi Măng nào. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cố gắng, vâng, tìm dân của màu 2 cũng như là dân của đối phương. Đây rồi, L2 nó lên đời rồi. 12-50 lên đời sau, như vậy là 10-30. 10-30 kích đời dành cho anh Huy, người cầm Greg. Đây, dân vẫn đang đứng chơi này. Có bãi quả anh Hoàng. Nào. Không được. Không được. Vâng, đang xin Xi Măng 100 gỗ. Măng chắc nó chỉ cho 50 gỗ thôi. Nếu mà cho chỉ cho 50 gỗ thôi, nâng bánh xe như vậy nó không có gỗ để cho. Vâng, bên này thì game thủ Rôn Tếu đang báo về là màu 2 yếu này. Ô kìa, người đánh chém bên phía màu 2, à, người đánh cung bên phía đội bạn là màu 2 Mạnh Hào thì yếu này. Ngược lại chúng ta lực nó rất khỏe, lên đời sóc đều 5 nhà BA. Vâng, đều được 3-4 tơn luôn là điều bình thường. Với lực lực như này. Ui dồi ôi voi này. Rất nhiều T. Siêu nhiều T đến từ game thủ Rôn Tếu. Bánh xe chuẩn bị có rồi, chạy xuống dưới này. Ây giải quyết luôn, 3-1 trong giây đấu thứ hai. Vâng, đánh bằng trình đấy, đánh bằng trình đấy anh em ạ. Đánh 5 quân tề. Đánh 5.